Ok, chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay tôi cùng các anh chị đi tìm hiểu về một cái vấn đề nữa trong quá trình thi công, tức là một trong những cái thành phần của hồ sơ quản lý chất lượng. Thì đó chính là cái nhật ký thi công. Thì ở cái video trước thì tôi đã nói một vài cái thông tin về cái biên bản nghiệm thu công việc xây dựng. Thì hôm nay chúng ta sẽ ngồi trao đổi với nhau về những cái thông tin đối với cái nhật ký thi công xây dựng. Thì nhật ký thi công xây dựng nó là một trong những thành phần hồ sơ thuộc về quản lý chất lượng đó nào, và gần như là bắt buộc đối với tất cả các công trình phải có nhật ký thi công. Thì nhật ký thi công là gì? Chúng ta hiểu nôm na là sẽ là một cái sổ mà chúng ta ghi chép lại toàn bộ các cái vấn đề, các cái sự việc xảy ra ngay trên công trường. Đó là chúng ta hiểu nôm na là như vậy. Thì nhật ký thi công ở đây, cái trách nhiệm ai sẽ là người lập nhật ký thi công? Thì về mặt trách nhiệm thì nhật ký thi công là do bên đơn vị thi công họ lập, đó là chứ họ không phải là chủ tư nè, mà là trách nhiệm thuộc về nhà thầu thi công. Cái này là bắt buộc rồi, nhật ký thi công là phải do nhà thầu thi công lập, không phải do chủ tư, cũng không phải do giám sát. À, thì các chị lưu ý cái vấn đề này để chúng ta triển khai cái công việc thi công trên công trường. Thì trước khi mà bắt đầu mà chúng ta triển khai thi công thì chúng ta phải trình, nếu mà anh chị nào đang làm ở bên nhà thầu thi công xây dựng thì anh chị phải lập ra một cái nhật ký thi công để chúng ta trình chủ đầu tư phê duyệt vào cuốn nhật ký đó, và sau đó chúng ta xuống công trường thì chúng ta sẽ ghi chép trên cái nhật ký đó. Thì còn nếu như mà anh chị nào làm bên chủ đầu tư đó, thì đỡ quản lý nhà thầu thì cũng vậy, thì sau khi mà ký hợp đồng thì cũng phải đề nghị bên nhà thầu, họ sẽ phải trình cho chủ đầu tư một cái cuốn sổ nhật ký. Thì trên cái cuốn sổ nhật ký đó thì làm sao để chúng ta kiểm soát được, nếu mà chúng ta đóng vai trò là chủ đầu tư thì chúng ta phải trình lên người có thẩm quyền ký và đóng dấu like trên tất cả các trang của nhật ký. Để chi? Để cho trong quá trình ở ngoài công trường á, thì sẽ không bị thay đổi được. Thế là chúng ta đóng dấu dấu like của các bên thì sau này trên công trường lỡ như chúng ta ghi sai thiếu sự thật nào đó thì họ không thể nào thay đổi được vấn đề này. Đó là cách để chúng ta kiểm soát được cái nhật ký thi công. Ok, thế thì bây giờ cái nhật ký thi công chúng ta sẽ có cái biểu mẫu nào quy định không? Thực ra thì hiện nay thông tư nghị định không có quy định cái biểu mẫu, mà là do đơn vị thi công lập, hay là đơn vị thi công lập ra, và các cái thông tư nghị định thì họ chỉ quy định về mặt cái nội dung bên trong cái nhật ký đó gồm những cái gì. Thì tôi sẽ điểm danh qua một số cái nội dung để các anh chị biết cái thông tin. Còn nếu anh chị nào muốn hiểu rõ hơn có thể download cái thông tư 26, đó là chúng ta về để chúng ta đọc tham khảo. Thì trên cái thông tư 26 ghi rõ các cái nội dung để chúng ta phải bắt buộc trong nhật ký thi công phải có. Thế thì trong cái nhật ký thi công gồm những nội dung chủ yếu như sau. Đầu tiên là cái diễn biến về thời tiết là bắt buộc mỗi trang là chúng ta phải có cái dòng gọi là ngày tháng năm rồi. Sau đó tiếp theo là cái diễn biến về thời tiết, nắng mưa gió bão gì đó vân vân. Rồi tiếp theo là gì? Phải có cái ghi về nhân lực, tức ở đây là số lượng công nhân trên công trường nè, máy móc thiết bị, số lượng như thế nào đó, chúng ta phải có cái mục đó để chúng ta đánh giá được nhà thầu có huy động được. Thực ra thì ghi cái số lượng công nhân và số lượng máy móc thiết bị là gì để chúng ta kiểm soát được xem bên nhà thầu họ có thực hiện đúng hợp đồng hay không. Bởi vì trong cái hợp đồng hay trong cái hồ sơ mời thầu thường hay cũng phải quy định về nhân lực bao nhiêu trên công trường tại thời điểm nào đó thì nó phải có. Thì lúc này trên cái nhật ký và sau này họ muốn kiểm soát thì
ký, nếu như trên nhật ký mà ngày chúng ta kiểm mà nó không đủ thì chúng ta gọi nhà thầu đến, chúng ta làm việc về vấn đề về nguồn nhân lực đó nè. Và một cái tiếp theo nữa là gì, các cái công việc nghiệm thu hàng ngày trên công trường thì chúng ta cũng phải ghi ra trong phần nội dung, thì chúng ta cũng phải ghi ra các cái công việc mà hàng ngày chúng ta nghiệm thu, ví dụ như nghiệm thu móng, nghiệm thu thép, nghiệm thu bê tông, các khuôn nào đó, thì những cái công việc mà hàng ngày trên công trường mà nghiệm thu thì chúng ta cũng phải ghi ra hết. Tiếp theo thì chúng ta phải mô tả tất cả các cái sự cố, các cái hư hỏng, tai nạn lao động trên công trường và các cái biện pháp khắc phục, sửa chữa khắc phục các cái sự cố hoặc là các cái vấn đề về tai nạn. Cái mục này chúng ta cũng phải ghi ra. Thì hiển nhiên thì những cái vấn đề này thì nó cũng nhạy cảm, thì cũng ai mong muốn. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải chừa ra những cái đầu mục đỡ trong cái form nhật ký. Chúng ta điền vào chỗ đó. Ví dụ trên công trường hàng ngày nếu như mà có xảy ra một cái tai nạn nào đó, gãy tay gãy chân gì đó, rồi chúng ta đưa ghi vào người bao nhiêu người bị thương, rồi chúng ta khắc phục sao, đưa đi bệnh viện hay cái gì đó, vân 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 vân. Rồi các cái hư hỏng, ví dụ như trong cái quá trình đổ mà nó bị pha, mà chúng ta đổ cột A B gì đó và nó bị bung cúp pha, thì chúng ta cũng ghi lại để chúng ta biết được sau này chúng ta lưu ý để chúng ta, ví dụ như cái cột đó sau này chúng ta đổ lại lần nữa, hoặc là chúng ta nối những cái cột nào mà nó bị sự cố thì chúng ta lưu ý để chúng ta kiểm tra cái chất lượng của cột đó trước khi mà chúng ta chuyển sang cái công tác hoặc là cái giai đoạn tiếp theo đó. Thì mục đích của chúng ta là như vậy đó nè. Tiếp theo một cái nội dung nữa là chúng ta phải ghi được những cái ý kiến của bên nhà thầu thi công nè, những bên giám sát. Phải có ý kiến vào, ví dụ anh nhà thầu anh có ý kiến như thế nào đó trong quá trình thực hiện, trong quá trình thi công trên công trường nếu mà gặp phải những cái khó khăn. Bởi vì là gần như là đối với các cái hồ sơ thiết kế thì chúng ta cũng biết rằng nếu như họ thiết kế trên giấy, trên file, trên bản vẽ là như vậy, tuy nhiên thì khi mà chúng ta triển khai ngoài công trường thì chắc chắn sẽ gặp phải một số khó khăn. Ví dụ có những cái dầm họ thiết kế trên giấy là như vậy nhưng mà ra ở ngoài chúng ta thi công không được chẳng hạn, thì nếu như gặp những vấn đề này thì cũng có quyền đề xuất, nhà thầu có quyền ý kiến nè, hoặc là có những cái mà biện pháp bên thiết kế đưa ra mà bên nhà thầu thi công không được thì chúng ta cũng phải có ý kiến vào trong đó. Rồi anh tư vấn giám sát cũng vậy, ví dụ như ra ở ngoài thi công mà anh phát hiện thấy có một cái kết cấu nào đó mà nó thiết kế có vẻ như không ổn, anh thấy nghi ngờ thì cũng có thể đề xuất ý kiến vào đỡ mà làm việc lại với chủ đầu tư, với đơn vị thiết kế để họ xem xét lại, sau đó chốt cái phương án thì chúng ta mới làm được. Chị đợi tôi một xíu nhé. Rồi một số cái cần lưu ý thêm là trong cái nội dung của nhật ký thi công thì các anh chị phải ghi ra những cái vấn đề nó phát sinh trên công trường. Ở đây ví dụ như chúng ta trong quá trình thi công mà nó có những cái khối lượng mà nó phát sinh so với hợp đồng, mà cũng phát sinh so với trong bản vẽ cũng có, nhưng mà ra triển khai ngoài thực tế thì chúng ta buộc phải làm. Thì đó là những cái khối lượng phát sinh thì chúng ta cũng phải ghi lại trên nhật ký. Ở sau này chúng ta làm việc với chủ đầu tư, làm việc với bên nhà giám sát để chúng ta thanh toán các cái vấn đề về khối lượng phát sinh. Thì những cái vấn đề như vậy, các chị nào muốn nắm rõ hơn thì cũng có thể xem trên cái thông tư 26 họ
đã nói rất là rõ các cái nội dung của nhật ký thi công xây dựng công trình, thì các anh chị có thể download về để chúng ta đọc thôi. Chứ là những cái kiến thức mà tôi, những cái thông tin mà tôi vừa nói thì nó cũng nằm trên cái thông tư 26 cả, chứ cũng không có sáng tạo gì hết trong vấn đề này. Thì có một số cái mà tại sao hiện nay có rất là nhiều đơn vị thi công, đặc biệt là những cái đơn vị nhỏ, những cái đơn vị mà thi công nhà phố, hoặc là nói chung là những cái đơn vị nó chưa được chuyên nghiệp, thì họ cứ bỏ lơ vào cái nhật ký thi công. Đặc biệt là khi mà chúng ta làm những cái công trình cải tạo sửa chữa, là cái nhật ký thi công cực kỳ quan trọng, mà chúng ta phải ghi chép thật là chi ly, thật là cụ thể từng việc trên công trường. Vì sao? Vì đối với những cái công trình mà cải tạo sửa chữa gần như là ra ngoài thực tế, nó khác xa rất là nhiều so với trên bản vẽ. Bởi vì trên bản vẽ chúng ta chỉ đưa ra một số cái nội dung, tuy nhiên rằng thậm chí có những cái đầu mục công việc, có những cái công tác khi bắt đầu mà chúng ta triển khai thi công thì nó phải gặp phải và nó phát sinh rất là nhiều khối lượng đối với các cái công trình sửa chữa là như vậy. Do vậy thì nếu như gặp những cái công trình này, anh chị là bên nhà thầu hay là bên chủ tư cũng vậy, chúng ta phải làm việc rất là kỹ về cái nhật ký thi công hàng ngày. Chúng ta phải hàng ngày phải kiểm lại trên nhật ký thi công, hoặc các cái công việc mà phát sinh như thế nào đó chúng ta phải ghi ra cụ thể, thậm chí là chúng ta cũng phải ghi ra cụ thể từng cái khối lượng công việc phát sinh. Ví dụ như hôm nay chúng ta phát sinh là đập thêm cái bức tường này, thì đập bức tường vị trí ở cái chỗ nào, hay là trên trục số mấy, rồi khối lượng như thế nào đó chúng ta cũng ghi ra luôn, được chúng ta sau này chúng ta thanh quyết toán cho nó được dễ dàng thôi nè. Chứ còn sau này khi mà chúng ta xong một cái công trình rồi mà chúng ta quay lại chúng ta làm thanh toán thì những cái khối lượng phát sinh cực kỳ, chúng ta không thể nào là nhớ hết được. Do vậy thì tôi khuyên rằng cái nhật ký thi công là cực kỳ quan trọng. Do vậy tất cả các công trình chúng ta nên có nhật ký thi công và phải bắt buộc phải làm. Cái này thì trên hợp đồng gần như là chúng ta phải ràng buộc rồi. Và các cái thông tư thì họ cũng bắt buộc. Nó là một trong những cái thành phần của hồ sơ quản lý chất lượng. Do vậy chúng ta cần phải lưu ý đến cái nhật ký thi công trên công trường. Ok, như vậy thì những thông tin vừa rồi thì cũng hy vọng rằng sẽ mang lại những kiến thức nào đó mà nó cũng giúp ích cho các anh chị. Thì nếu như các anh chị nào cảm thấy những cái chia sẻ này mà hữu ích thì có thể đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông ở bên cạnh để theo dõi những cái video mới nhất. Cảm ơn các anh chị rất nhiều.